À đúng rồi đúng rồi, địa chỉ đó là đúng rồi đó. Tôi mặc cái đầm màu hồng á, anh cứ vào là thấy trong quán đang có tôi ngồi đây rồi. Dạ. Ơi trời ơi, em giao hàng cho chị nè chị ơi. Ok. Rồi một hũ kem đây, đây của chị nè. Dạ. Rồi cảm ơn. Thanh thánh thiện hoàng hùng hổ là anh sao? Em không nhận ra anh luôn á. Sao bây giờ anh thay đổi dữ vậy? Ngày xưa anh là hoàng hùng hổ, bây giờ nhìn anh là hoàng hiền hòa rồi. Con hổ của anh đâu rồi? Nè, đã 5 năm trôi qua, thần thái của nó vẫn như thế. Anh đừng nói với em là 5 năm qua ngày nào anh cũng mặc chiếc áo này nha. Một tháng thì anh cũng nhớ em nên anh mặc chỉ một lần thôi. Nhưng mà tình cờ ngày hôm nay anh lại gặp lại em, Thanh thánh thiện à. Ôi, nãy giờ mãi cuốn vào câu chuyện với anh mà em quên mất. Bây giờ anh là shipper rồi à? Đúng rồi. Thì cái gì cũng có sự thay đổi hết. Phải giúp đỡ gia đình, giúp đỡ vợ của mình thôi. Thì có vợ rồi luôn hả? Ngày xưa ở bên em anh đã từng hứa là không lấy ai ngoài em. Và cuối cùng anh lấy, nên bây giờ anh bị trả giá đó. Cứ trêu anh mãi. Em chỉ trêu anh thôi. Tâm hồn thánh thiện như em làm sao có thể cười cợt trên sự vất vả của người khác như vậy được. Thôi quên hết đi. Kiểm tra hàng. À, đúng rồi đây nè, nợ kem này là bao nhiêu anh hả? 370. Ồ, anh có nói quá không vậy? Nhưng không sao, em sẽ trả anh 730. Còn dư bao nhiêu em bo cho anh đó. Thôi em, cất tiền vô đi. Sao vậy? Thì coi như là món quà lâu ngày gặp lại, anh gửi tặng nha. Anh đã nghèo như vậy rồi, vợ con thì đói khổ, phải đi làm vất vả cơ cực như vậy để nuôi vợ con, mà lại còn tặng quà cho em nữa. Không có, cái này giống như là kiếm thêm thôi. À vậy hả? Vợ anh sẽ không mắng chửi anh chứ? Nếu hôm nay tặng hũ kem này cho em mà không có tiền mang về, tối nay nhà anh ăn gì? Thôi để em thôi được rồi. Em bo anh được mà. Cất đi nha, sử dụng cho thật tốt nha. Có gì á feedback là cho anh. Thiệt á, đã nghèo rồi mà còn tặng quà cho gái nữa. Không, ý em là đừng có sĩ diện, đàn ông là hay sĩ diện lắm nè. Thôi anh đi nha. Duyên số thì đành chịu thôi. Thôi em chúc anh hạnh phúc với cuộc đời mà anh đã chọn. Cố gắng vượt qua tất cả những sóng gió trong cuộc sống này anh nhé. Hãy nhớ, ngoài kia nếu có khó khăn quá, bỏ vợ về nhà với em nhé, có em chờ. Anh đi. Rồi, còn có 35 ngàn. Bù đâu vô 370. Bỏ vô cho vợ mình mới được. Trời ơi, tiền quỷ cái gì mà xài vậy, còn có 30 mấy ngàn vô trời. Mình cũng kỳ, tính đàn ông mà tự nhiên cái hôm nay tự nhiên sĩ diện, gặp lại người yêu cũ cái hứng hứng lên nói tặng. Giờ không bù, không có tiền bù vô cho vợ biết sao đây nữa nè. Trời ơi. Ủa anh ơi. Hả? Ủa anh. Anh nè. Ủa mới đi giao hàng về hả? Giao hàng gì? Nắng lắm hả anh? Nắng cháy da luôn hả? Để hả? Ủa luôn này hả? À, tiền hàng đâu? Tưng tưng. Trời ơi. Cảm ơn anh. Ủa tiền hàng em nhớ 335 mà anh. Ủa sao nay 35 vậy? Còn 300 nữa đâu? Đừng có thấy anh giờ vẫn giỡn xong cái cất đâu tiền đâu trong túi nha. Ồ anh mệt, anh không có giỡn nha. Giỡn gì? Đưa nay cho em cũng có giỡn nữa. Người ta đưa tiền cho anh nhiêu anh đưa cho em hết rồi. Có 35 ngàn vậy. Em dặn anh lấy 335 ngàn mà. Hết chứ. Thôi chết rồi.
Cái gì? Hình như anh làm rớt tiền. Cái gì? Anh làm rớt tiền hả? Ừ, anh đi giao đồ cho em mà xong cái tự nhiên em khát nước quá rồi xong cái anh ghé em mua chai nước suối. Bà đưa cho anh chai nước suối, móc tiền ra. Trời ơi, bà lụm rồi hay là cái gì rồi nè? Anh làm rớt tiền. Ừ. Thì em cho người ta, cho người ta. Hồi đó giờ anh có cho ai tiền đâu, anh cho ai một cách nào đâu, anh không có cho ai hết trơn á. Anh vẫn chối. Em không tin hả? Trời, không tin phải không? Anh thề á. Em thật sự thất vọng về anh lắm. Anh coi đi. Ai nhắn đây? Cảm ơn chồng của bồ đã tặng mình một hộp phấn rất ưng ý. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Bạn gái cũ của anh nhắn đó. Anh tặng mỹ phẩm cho người ta đúng không? Người ta nhắn tin cảm ơn em kìa. Còn nhắn cái giọng điệu đắc thắng đó. Chúc hai người hạnh phúc nha. Anh làm gì vậy? Anh làm gì sau lưng em vậy? Tại sao tặng đồ cho người yêu cũ là sao? Thì thằng sẵn thì coi như là anh giới thiệu sản phẩm của em rồi anh tặng trước rồi có gì á, rồi cổ mua cô ủng hộ em có gì đâu mà em than phiền la anh dữ vậy, em suy diễn tùm lum tà la vậy hả? Em không có suy diễn, sự thật rành rành như vậy anh nói suy diễn là sao? Chưa hết. Gì? Anh nói hợp phấn anh mua nhiêu? Thì hợp phấn đó hả? Hợp phấn của em thì em biết giá mà. 350. 350 mà đi giao hàng mất của tôi hết 300 mà về đây đưa lại tôi 35.000, vậy 50.000 này anh bù ở đâu ra? Thì nói chung là anh gom tiền quỹ. Cái gì? Quỹ gì? Thì tiền để dành đó. Cái gì hả? Anh có quỹ đen nữa hả? Thì anh đủ rồi nha. Anh làm gì mà em quăng tiền? Anh giấu em bao nhiêu chuyện anh khai thiệt đi. Tặng quà cho người yêu cũ, bây giờ có quỹ đen nữa. Anh đối xử với em vậy hả? Nói chung là anh cũng phải có số tiền nhỏ nhỏ của anh. Giống như anh hút thuốc, anh đi này đi nọ, anh gửi xe đồ, anh có tiền gửi xe. Thì tại sao anh nói thẳng cho em biết? Suốt ngày em cứ la la vậy hoài sao mà anh dám nói cho em biết được chứ? Em hết chịu đựng nổi anh rồi đó. Anh không tôn trọng em chứ gì? À. Chia tay đi. Em lúc nào anh cũng tôn trọng em hết đó. Lúc trước đó anh thiết kế website, cái trang web gì cho bạn trai cũ của em á. Anh không có lấy tiền đó. Anh cũng tôn trọng em đó, em không nhớ hả? Bây giờ anh còn nhắc lại cái chuyện cũ nữa hả? Tôi nói rồi mà, không được nhắc tới bạn trai cũ của tôi. Anh vừa phải rồi nha. Sao vừa phải? Tôi đâu muốn nhắc tới chuyện cũ rồi. Anh biết người ta yêu tôi cỡ nào mà tôi vẫn một mực tôi bỏ người ta, tôi lấy anh. Bây giờ anh đối xử với tôi như vậy đó, anh coi được không? Sao em biết người ta yêu em? Anh lên Facebook người ta anh coi đi nè. Đi nè. Ngày nào người ta cũng đăng hình nói tâm sự về tôi nè, đăng mấy cái kỷ vật của tôi tặng cho anh nữa nè. Anh có nhìn người ta không? Cái gì? Khoan, em có đưa lộn Facebook không vậy? Cái gì mà hình con gái bằng đồ bikini gì tùm lum tà la vậy nè? Lộn cái gì? Kìa. Ủa sao kỳ vậy? Em xạo đúng không? Mở Facebook coi Facebook của ai? Anh biết rồi, em đừng có giả bộ khóc với anh. Mỗi ngày em lên em theo dõi người ta, em quan tâm người ta. Em đó nha, em còn thương người ta. Em hết thương anh rồi. Giả bộ em nói như vậy để anh hả không còn thương em nữa rồi chia tay rồi ly dị đúng không? Bình tĩnh nghe nói nè. Thỉnh thoảng thôi mình vô mình xả stress đồ, mình coi lại những tấm hình cũ thôi. Anh làm gì căng vậy? Em coi coi có hình em không mà em nói người ta thương em. Nhưng mà cái chuyện đó cũ cũ rồi. Cũ hả? Tự nhiên hai đứa mình nhắc lại gì làm tổn thương nhau vậy? Anh vừa phải thôi. Em nhắc anh mới nhắc chứ bộ. Anh khóc cái gì? Người ta đi ăn cá nhân quá, đem đi về cho con chửi thay chửi thọ được. Tại vì ta thương anh chứ bộ. Thương mà em nói vậy. Ôi nhắc cái chuyện cũ đó nha. Xin lỗi đó. Xin lỗi mà em xin lỗi giọng vậy sao chịu được. Xin lỗi bỏ qua đi. Thiệt không? Đừng giận. Có giận đâu. Thôi không có nhắc chuyện cũ nữa. Chắc không? Chắc. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha. Ông giấu nè. Chích. Quỷ đen để đâu vậy? Cái gì nữa?